Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Điểm tin trưa cùng Sun TV. Chương trình hôm nay ngày 9 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều ý kiến phản đối việc ăn uống tại chỗ, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá lại. 1,42 triệu người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được hỗ trợ đợt 3. Bùng dịch trở lại, Trung Quốc đóng cửa hơn 1.600 rạp phim. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều ý kiến phản đối việc mở bán ăn uống tại chỗ, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nói sẽ xem xét lại, dự kiến đến ngày 15 tháng 11 sẽ chính thức điều chỉnh lên phương án hoạt động tốt hơn dựa trên tình hình thực tế. Theo đánh giá mới nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở cấp độ 2, vùng vàng, nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, 3 quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cấp độ dịch, cụ thể quận 10 cấp 1 lên cấp 2, huyện Cần Giờ cấp 1 lên cấp 3, huyện Nhà Bè cấp 2 lên cấp 3. Tuần qua, số ca mắc Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có xu hướng tăng. Huyện Hóc Môn trở thành địa bàn nóng khi phát sinh 25 ổ dịch trong vòng 2 tuần liên tiếp, số ca F0 có chiều hướng tăng cao. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết ông nhận được nhiều ý kiến phản đối về việc ăn uống tại chỗ và thí điểm bán rượu bia. Cụ thể, ông nhận được nhiều ý kiến cho rằng khi tình hình dịch đang tăng lên thì thành phố lại cho mở ra nhiều dịch vụ. Thành phố Hồ Chí Minh dự định tăng quy mô xét nghiệm để giám sát dịch tốt hơn. Ông Mãi cho biết thêm, theo đánh giá ban đầu, quận 7 ghi nhận không phát sinh nhiều ca dương tính từ khi thí điểm. Thành phố đang cân nhắc và tới ngày 15 tháng 11 dự kiến chính thức có một vài điều chỉnh. Cụ thể, tùy theo hoạt động, cấp độ 1 có thể hoạt động 100%, cấp độ 2 hoạt động 75%, cấp độ 3 là 50% và cấp độ 4 còn 25% hoặc phải tạm ngưng. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự định tăng quy mô xét nghiệm để giám sát dịch tốt hơn. 1,42 triệu người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được hỗ trợ đợt 3. Nhiều quận đang chờ bổ sung kinh phí, mặc dù đã tạm ứng từ rất nhiều nguồn nhưng vẫn không đủ để hỗ trợ cho bà con. Tính đến ngày 8 tháng 11, toàn thành phố có khoảng 6.104 triệu người đã nhận hỗ trợ đợt 3, tức là còn khoảng 1,42 triệu người chưa nhận được. Các quận huyện có tỷ lệ chi hỗ trợ thấp là Bình Chánh 41,1%, Bình Tân 50,8%, quận 6 và quận 7 80%, quận 12 82%. Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, thành phố đã bổ sung kinh phí, tuy nhiên nhiều quận huyện chưa nhận được do các khâu thủ tục. Tại quận 12, Phó Chủ tịch quận cho biết đã tạm ứng nhiều nguồn, trong đó có nguồn chi lương cho cán bộ nhân viên để chi hỗ trợ cho người dân trong khi chờ thành phố bổ sung kinh phí. Tuy nhiên, tính cả 3 đợt hỗ trợ, quận 12 đã ứng trước hơn 460 tỷ từ ngân sách quận. Đến nay có khoảng 80.000 người trong danh sách phê duyệt chưa bố trí được kinh phí để chi. Còn tại quận 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho biết với gói hỗ trợ đợt 3, khoảng 18.000 người lao động phát sinh, quận đang thiếu kinh phí để chi hỗ trợ. Ông Võ Văn Hoan cho biết, đối với chính sách chi hỗ trợ, theo nghị quyết 09, thành phố mới chỉ cấp kinh phí cho quận, huyện, các nội dung chi hỗ trợ cho lao động tự do, còn các chính sách chi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thì chưa chi đồng nào. Trung Quốc đóng cửa hơn 1.600 rạp phim, trung bình mỗi ngày có hơn 100 rạp bị yêu cầu ngưng những khách để phòng chống dịch. Chủ yếu nằm ở các khu vực Bắc Kinh, Thanh Hải, Hắc Long Giang, Cam Túc. Tính đến ngày 8 tháng 11, có tổng cộng 1.623 rạp phim trên khắp Trung Quốc phải ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trung bình mỗi ngày có hơn 100 rạp bị yêu cầu ngừng đón khách để phòng chống dịch, chủ yếu nằm ở Bắc Kinh, Thanh Hải, Hắc Long Giang, Cam Túc. Hiện tại, tổng rạp chiếu còn hoạt động trên toàn Trung Quốc là 11.550 rạp. Việc hoạt động của các cụm rạp bị đình trệ khiến doanh thu phòng vé xứ tỷ dân chịu tổn thất 0,9% mỗi ngày. Nhà sản xuất lao đao vì bị giảm suất chiếu. Từ ngày 1 tháng 11, Bắc Kinh thông báo đóng cửa tất cả các rạp phim, ngừng mọi hoạt động giải trí tụ tập đông người vì số ca mắc Covid-19 đang tăng. Hàng trăm buổi biểu diễn nghệ thuật đã bị hủy bỏ. Tại Thượng Hải, công viên Disneyland phải đóng cửa trong 2 ngày để tiến hành khử trùng sau khi một ca mắc mới được ghi nhận từng đến đây vui chơi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức trưa nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật tin tức mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.